chương không một. Đoạn minh, đoạn minh, nhất định đoạn mệnh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhân sinh tự như là táo bón, dù sao cũng phải mạo đủ toàn lực mới có thể chỉnh ra ít đồ. Đáng tiếc, ta nghèo đến đều nhanh ăn không nổi cơm. Chỉ sợ tiếp qua chút thời gian, ngay cả đi nhà xí tư cách đều không gánh nổi. Quả nhiên, vô luận là muốn sinh tồn, vẫn là muốn mạnh lên, toàn đều phải tiêu kim một tên năm gần 16 tuổi bộ dáng thiếu niên, nằm tại một trương trách rưới đến bốc mùi cây lúa trên giường cỏ, đói đến hai mắt đăm đăm, đầu não ngất đi. Hắn không rõ vì cái gì mình sẽ lưu lạc đến tận đây. Không phải liền là thức đêm đọc tiểu thuyết a, à, thế nào còn có thể nhìn một chút liền xuyên qua nữa nha. Muốn nói xuyên qua liền xuyên qua đi, cũng rất tốt, chỉ ít đại đa số người đều hâm mộ không đến. Nhưng là Kim Thủ chỉ vì cái gì chết muốn tiền? hố cha. Không chỉ có không cách nào xưng vương xưng bá, ngay cả cái cuộc sống an ổn đều qua không được. Tới gần ba tháng, một từ kim thủ chỉ chỗ ấy mò được chỗ tốt, ngược lại trong năm việc nhà ngọn nguồn bại quan, nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều ăn không nổi. Bị chết đói người xuyên Việt, cái này. Tính cho đại gia hỏa mất mặt sao? Đông đông đông. Ngoài phòng, đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đoạn minh, ở nhà một ta là tiểu bác gái, nhanh khai môn. Vô sự không đăng tam bảo điện, đối với vị này tiểu bác gái, đoạn minh có thể nói là không có nửa điểm ấn tượng tốt. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, tuy là không cha không mẹ, nhưng lại thân ở một cái đại tông tộc bên trong, xa gần thân thích đều không thiếu. Về phần vị này tiểu bác gái thì coi như là quan hệ máu mũ tương đối gần một mạch. Chỉ bất quá, người này cực độ keo kiệt, rõ ràng trong nhà ruộng tốt vài mẫu, sinh hoạt không lo, tuy nhiên lại từ trước tới giờ không nguyện tiếp tế đoạn minh, một miếng cơm no cũng không cho. Thậm chí còn trước mặt mọi người nhục nhã qua đoạn minh, nói cái gì liền là cho chó ăn, cũng so cho ăn đoạn minh cường. Thật giống như nàng hoàn toàn quên, trong nhà ruộng đồng nguyên bản đều hẳn là thuộc về đoạn minh mới đúng. Ta mang cho ngươi đồ ăn, nhanh khai môn, lạnh coi như ăn không ngon. Tự hồ là nghe thấy trong phòng động tĩnh, nhưng lại không đợi mở ra môn, tiểu bác gái đột nhiên đề cao âm điệu mang theo một tia nịnh nọt ý vị nịnh nọt nói đối ở đây đói xong chóng mặt đoạn minh cười khẩy chỉ muốn nói chỉ là một bữa cơm há có thể để ân oán xóa bỏ lão tử tuyệt sẽ không vì nửa đấu gạo không lưng làm sao cũng phải ba món ăn một món canh mới được với lại đến thêm thịt hôm nay làm thịt đầu heo cố ý làm bát thịt kho tàu nhanh cho tiểu bác gái mở một chút môn thôi lời này vừa nói ra giống như ác ma nói nhỏ khiếp người hồn phách trong nháy mắt đem thịt kho tàu ba chữ cắm vào đoạn minh trong đầu không chút do dự đoạn minh hưu một cái bò dậy vội vã chạy đến cạnh cửa mở ra chốt cửa bỗng nhiên kéo cửa một cái ba đại môn mở ra ba cướp đi hộp cơm ba đại môn quan bế lưu lại một mặt mộng bức tiểu bác gái ngu ngơ ở ngoài cửa ngay sau đó đã nhanh muốn đói đến ngất đi đoạn minh bất chấp tất cả, mở ra hộp cơm liền là một trận cùng nhét, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ấy ấy ấy. Ngươi ngược lại để ta đi vào a, à, còn có chuyện tìm ngươi thương lượng đâu. Ta không ở nhà, ngày khác trò chuyện tiếp. Ngươi. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, sao có thể học ngươi tử quỷ kia lão ba chơi xỏ lá đâu. Hương vị phai nhạt, lần sau nhớ kỹ nhiều thả điểm muối. Hảo tâm cho ngươi đưa ăn, còn cố ý trêu chọc nhìn về sau ai còn nguyện ý tiếp tế ngươi tên phá của này. Quả nhiên một lấy sai danh tự, Đoạn Minh, Đoạn Minh, nhất định đoạn mệnh. Lời hữu ích nói không lại ba câu, tiểu bác gái bản tính liền bạo lộ ra, ngoài miệng chửi mắng không ngừng, cho dù là cách tường, phản phất đều có thể thấy được nàng giơ chân khóc lóc âm sầm bộ dáng. Ăn uống no đủ về sau, tiểu bác gái còn ở ngoài cửa chửi mắng, đồng thời trung khí mười phần, âm lượng cực lớn đem quanh mình hàng xóm đều hấp dẫn sang đây xem náo nhiệt nấc một hoàng một chim xem ra không ứng phó hạ là không được vỗ vỗ thỏa mãn bụng nhỏ đoạn minh lần nữa mở ra môn đem tiểu bác gái mời đi vào đồng thời còn đối vây xem hàng xóm thở dài tạ lỗi một bộ không có ý tứ quấy rầy các vị bộ dáng sau đó cửa phòng liền đóng lại chỉ là quần chúng vây xem cũng không tán đi ngược lại là nghị luận âm ý, hắn cái kia tiểu bác gái cũng không là đồ tốt, đoán chừng là muốn cho đoạn minh đỉnh thay mình hài tử đi chọn nâng. Cái này mấu chốt, tất nhiên là như thế, không phải còn có thể có cái gì, dù sao ngày bình thường cũng không có gặp nạn đối đoạn minh tốt hơn. Hư Thanh Đừng mù thảo luận, không muốn sống nữa. Tốt bao nhiêu hài tử, hiểu lễ phép biết khiêm nhượng, đáng tiếc là cái bệnh tâm thần. Còn không phải sao, hôm qua cái còn nghe thấy hắn lại nhại cái gì cao tới, siêu nhân điện quan, cũng không biết là thứ đồ gì, có thể ăn sao. Còn có lần trước, chuẩn bị tạo pha lê làm xà phòng kiếm tiền, để cho ta đầu tư hắn, cũng không biết nghĩ như thế nào, mất đầu sự tình cũng dám làm. Tạo pha lê Đây chính là chủ gia đặc cung, tiểu tử này thật bị điên, không có chút nào sợ gây phiền toái. Muốn không thể để cho đoạn minh đâu, lại làm như vậy xuống dưới khẳng định đoạn mệnh trong phòng, nhà chỉ có bốn bức tường. Đoạn Minh cùng tiểu bác gái ngồi tại lung lay muốn lắc chiếc ghế bên trên, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai đều không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Thẳng đến đoạn Minh nhiều lần đưa ánh mắt về phía treo ở tiểu bác gái bên hông hầu bao về sau, đối phương mới nhìn không được trách cứ. Ngươi có phải hay không lại đi cược? Có phải hay không lại đem tiền bại quan? Đều nghèo thành này tắm đức hạnh, lại còn không biết hối cải, thật. Không cứu nổi. Đoạn Minh cũng không giải thích, dù sao nguyên chủ quả thật có chút hết ăn lại nằm, yêu cờ bạc trả ra gì thói quen xấu, bởi vậy nói lại nhiều cũng là vô ích. Nhưng mà đoạn Minh càng là như thế, tiểu bác gái ngược lại càng phát ra tức giận, tức giận đến trên đầu bốc lên khói xanh, ngoài miệng càng là đúng lý không tha người, như là súng máy bắn phá chuyển vận. Chỉ bất quá mắng thì mắng, đoạn Minh sửng sốt một câu đều không nghe lọc tai, đầy trong đầu đều đang nghĩ làm như thế nào từ trên tay nàng làm đến tiền. Không sai, Đoạn Minh rất tham tài, vô cùng tham lam. Nhưng là cũng không phải là bởi vì mình yêu hưởng thụ, hết ăn lại nằm. Vẻn vẹn bởi vì kim thủ chỉ cần nạp tiền, hắn đi vào cái thế giới này đã sắp 3 tháng rồi, ngay cả tân thủ thôn đều không có thể đi ra ngoài. Đồng thời bởi vì thôn trang vắng vẻ, tin tức bế tắc, lại thêm nguyên chủ hiểu được cũng không nhiều. Trước mắt chỉ biết mình thân ở một cái tên là Cửu Châu Hoàng Triều Quốc độ bên trong khoảng cách gần nhất một tòa thành trấn tên là hoa phong thành với lại cái thế giới này xác thực tồn tại tu tiên cường giả nghe trong thôn lão nhân nhắc tới qua không chỉ có thể phi thiên độn địa còn có thể trích tinh đoạt tháng có thể nói là đầy đất treo bức cái này cũng dẫn đến đoạn minh cảm giác nguy cơ cùng chờ mong cảm giác vô hạn tiêu thăng xuyên qua đến tận đây có thể nào không tu tiên đâu sau đó hắn liền nghe tin kim thủ chỉ chuyện ma quỷ nạp tiền tiêu kim cuối cùng thẳng đến phá sản cũng không thể nhập đạo tu tiên lời nói của ta ngươi có nghiêm túc nghe sao tiểu bác gái thần sắc tức giận ngươi đến cùng có muốn hay không tham gia gia chủ người ứng cử tuyển cử đoạn minh hoàn toàn không có nghe vô ý thức ở giữa đáp lại cái gì tuyển cử có tiền sao ngươi được rồi bất kể như thế nào ngươi phải đi việc này không có thương lượng tiểu bác gái thái độ cường ngạnh một bộ không cho cự tuyệt bộ dáng. Phản phất Đoạn Minh bản thân ý chí cũng không trọng yếu, hết thảy đều muốn nghe nàng an bài mới được. Đây cũng là đem phong kiến gia tộc chế độ đẳng cấp quán triệt đến vô cùng nhường nhuyễn, giống như làm tiểu bối Đoạn Minh nhất định phải nghe lời giống như. Đáng tiếc, làm người xuyên việt, nhận qua hiện đại giáo dục Đoạn Minh nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn thấy gắn bó gia tộc mối quan hệ hẳn là yêu cùng tôn trọng, mà không phải huyết thống đã tiểu bác gái chưa hề đối với mình từng có chiếu cố chưa hề biểu hiện ra qua tôn trọng lễ phép đây cũng là không cần đưa nàng xem như chí thân đối đãi nàng để tham gia cái gì không biết tên tuyển cử vậy liền lệch không có tiền chỉ cần có thể thông qua không chỉ có ăn ngon uống sướng mỗi tháng còn phát lệ tiền lời này vừa nói ra đoạn minh bá một cái liền đứng lên hai mắt bắn ra tinh quang đủ để đem mặt trời đều cho hòa tan mất đi tuyển cử đúng không ta tham gia ở đâu báo danh đâu ngươi quả nhiên chết muốn tiền cùng cha ngươi một bộ đức hạnh tiểu bác gái thần sắc ngạc nhiên ngày mai đi tông tộc từ đường báo đến là được từ sẽ có người sẽ tiếp dẫn ngươi nói xong tiểu bác gái rất cảm thấy tâm mệt mỏi chuẩn bị đứng dậy rời đi nói thật nếu không phải nhu cầu cấp bách đoạn minh tham gia tuyển cử nàng chắc chắn sẽ không tới cửa bái phỏng nhưng mà còn không đợi đứng người lên lại đột nhiên nghe được tràn ngập hơi tiền vị âm thanh âm vang lên. Ấy! Tiểu bác gái chớ vội đi. Ngươi hầu bao thật không tệ, nhưng là luôn cảm giác theo ngươi đúng là đáng tiếc, không bằng cho nó tự do như thế nào. Ưu nhã, vĩnh không lỗi thời. Cho dù là dọa dẫm, đều nói đến như thế uyển chuyển dễ nghe, có thể thấy được đoạn minh đúng là cái giảng cứu người. Dứt lời, hắn còn không tự giác nhíu mày, khóe miệng treo lên hòa ái dễ gần mỉm cười ngươi ngay cả ta đều lừa bịp, ta thế nhưng là ngươi. Tiểu bác gái tức hỗn hỉnh, nhưng lại lại cầm đoạn Minh một nửa điểm biện pháp, biết đối phương là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Ngày hôm nay nếu là không đưa tiền, chỉ sợ ngày mai hắn vẫn thật là sẽ không đi. Cố kỳ phía dưới, tiểu bác gái cắn răng đem hầu bao kéo một cái, ném đến trên bàn. Đến mai nếu là một đi, về sau tuyệt đối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài cũng không tiếp tục muốn cùng Đoạn Minh đợi tại chung một mái nhà. Chỉ phải trả tiền, thần đều làm phế, yên tâm, ta khẳng định đi. Nói nhỏ ở giữa, Đoạn Minh đem hầu bao cầm lấy, mở ra hệ thống, hít sâu một hơi, lựa chọn nạp tiền. Một giây sau, hầu bao rỗng, bên trong bạc vụn biến mất không thấy gì nữa. Nạp tiền thành công, trước mắt số dư còn lại 15. Sáu, phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? sử dụng một lần tiêu hao, 5 điểm kim tiền. Đoạn Minh nhìn thấy đầu này nhắc nhở thời điểm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiểu bác gái đầu này dê, còn phải tiếp tục hao mới được, xuất thủ nhưng thật là xa hoa. Rốt cục lại có tiền có thể mô phỏng, hắn không kịp chờ đợi lựa chọn, đồng ý. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.